Anthony Joshua khẳng định không trốn kèo đấu tập với Tyson Fury vì sợ bị ăn đòn như lời đồn. Anthony Joshua khẳng định sẽ không có chuyện anh rút lời hứa đấu tập với Tyson Fury để đối phó với Dan Tywilder. Cách đây không lâu, Anthony Joshua đã tuyên bố rằng anh sẽ giúp đỡ Tyson Fury tập luyện để đối đầu với Dan Tywilder. Tyson Fury đã nhanh chóng đồng ý, tuy nhiên ông bầu của Tyson Fury, Frank Warren, tin rằng lời tuyên bố của Joshua có phần hời hợt và anh sẽ sớm rút lại lời mời hợp tác. Vừa qua, Anthony Joshua đã chia sẻ với Skypod. Nếu anh muốn tôi giúp đỡ, tôi luôn sẵn lòng nếu rảnh. Tôi sẽ hỗ trợ anh để đảm bảo cái đai WBC về nước Anh. Kinh nghiệm thi đấu là quan trọng nhất. Tôi phải trải qua thất bại mới có thể phát triển được. Với Fury, tập luyện với anh ấy là lần đầu tiên. Có thể tôi sẽ học được nhiều thứ và có thể đánh bại anh ấy sau này, hoặc cũng có thể anh ấy sẽ đánh tôi như tử. Nếu anh ấy thực sự mạnh hơn tôi, tôi sẽ ghi chép lại và tái đấu tiến bộ hơn. Ai cũng bảo tôi sẽ không đấu tập với Fury, nhưng chẳng ai biết tôi đang nghĩ gì cả. Tôi suy nghĩ dựa theo những trải nghiệm của riêng tôi. Vì thế khi tôi nói tôi sẽ đấu tập với Fury, đó là vì trong đầu tôi đã định hình trước chiến thuật, tôi sẽ hạ gục anh ấy. Hiện tại Anthony Joshua vẫn ăn mừng chiến thắng sau khi giành 4 chiếc đai từ Andy Ruiz vào đầu tháng này. Về phía Fury, anh đã hạ cánh tại Mỹ và bắt đầu quá trình tập luyện đối phó với Wilder. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua chỉ ra ưu điểm sẽ giúp Tyson Fury đập nát Dan Wilder. Anthony Joshua đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về trận tái đấu giữa Tyson Fury và Dan Wilder. Dan Wilder sẽ có trận tái đấu với Tyson Fury vào đầu năm 2020 để xác định rõ ai mới là người giỏi hơn từ sau trận hòa vào năm 2018. Tyson Fury hiện đang là một võ sĩ được nhiều fan yêu thích bởi lối đánh, là lướt và điêu luyện. Dan Wilder gần như đã chứng minh được sức mạnh phi thường, có thể đánh gục mọi thứ. Hai lối đánh, hai thái cực khác nhau của hai võ sĩ một lần nữa sẽ chạm trán vào đầu năm sau. Người đồng hương của Tyson Fury, Anthony Joshua dự đoán Fury sẽ thắng trận tài đấu. Nói về kỹ năng, tôi đánh giá anh ấy rất cao, Joshua nói. Anh ấy là một võ sĩ boxing sinh điêu luyện. Fury tập luyện không khác gì tôi thường làm. Anh ta thường ở cạnh những tay đấm giỏi, có sự tương đồng về lối đánh với Muhammad Ali. Tôi nghĩ Fury sẽ hạ Dan Tywilder trong trận đấu sắp tới. Joshua hy vọng rằng Tyson Fury sẽ thắng vì anh nghĩ rằng người đồng hương của mình sẽ muốn một trận đấu thống nhất danh hiệu hơn là Welder. Tôi nghĩ Fury sẽ đấu với tôi trước khi Welder làm. Nếu là trường hợp đó, vậy thì tôi muốn Fury thắng để có một trận đấu tại đất Anh. Liệu bạn có thể tưởng tượng được một trận đấu như thế? Fury nếu anh ấy cần tôi để đấu tập. Tôi đã đấu tập với Tyson Fury từ khi chúng tôi là những đứa trẻ. Tôi sẽ rời khỏi Mỹ và tập luyện với Tyson Fury để chuẩn bị cho trận đấu với Dan Welder. Tôi sẽ rất thích trận đấu đó, bởi tôi nghĩ Fury đấu với tôi nhanh hơn là Wilder làm. Trận đấu giữa Dan Thay Wilder và Tyson Fury vào năm 2020 sẽ là màn so tài tranh chấp ai là người giỏi hơn, ai là nhà vô địch thực sự. Kết quả hòa năm 2018 đã gây ra không ít tranh cãi giữa hai bên. Trận đấu này sẽ là trận đấu được xác định ai mới là nhà vô địch WBC. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Joshua thề tỷ phần trăm sẽ tài đầu Andy Ruiz và tiết lộ mục tiêu bảo vệ đai quyền anh WBO. Nhà vô địch quyền anh hạng nặng Anthony Joshua vừa chiến thắng Andy Ruiz và đã có ý định tài đầu thêm lần nữa, nhưng mọi chuyện có vẻ không theo ý anh. Vừa qua, hai tổ chức boxing WBO và IBF đã đưa ra thách thức bắt buộc để Anthony Joshua bảo vệ đai vô địch của mình. Đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua là cựu vô địch tuyệt đối hạng Cruiserweight, Oleksandr Usyk. 17 chiến thắng, 13 trận knockout. Võ sĩ người Ukraine vừa chuyển lên hạng nặng vào tháng trước và đã có một trận ra mắt hoàn hảo. Và đối thủ thứ hai là Kubat Pulev, 28 trận thắng, 1 trận thua, 14 trận knockout. Võ sĩ 38 tuổi, chứ danh người Bulgari. Nói về trận tài đấu, Joshua chia sẻ, 1.000 phần tỷ là tôi sẽ đấu về Andy, nhưng đó là câu chuyện sau khi tôi thống nhất tất cả các đài hạng nặng và hoàn thành trách nhiệm với các tổ chức boxing. Nói về Oleksandr Usyk, Anthony Joshua đã sẵn sàng đối mặt với võ sĩ từng đạt huy chương vàng Olympic này. Anh và đội ngũ của mình đã nghiên cứu kỹ lối đánh của nhà vô địch 32 tuổi. Usyk là một võ sĩ vĩ đại, anh ấy vừa chuyển lên hạng cân nặng và đang trong quá trình khám phá những đối thủ ở hạng cân này. Nếu anh ấy muốn một con cá lớn thì tôi sẵn sàng chào đón. Anh ấy đã ở trong tầm ngắm của tôi. Trận đấu có thể diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau ucid là một đối thủ đáng gờm nhưng tôi muốn đánh bại anh ấy để tô điểm cho bảng thành tích của mình bởi lẽ tôi có thể tự hào nói với mọi người rằng mình đã chiến thắng một võ sĩ vĩ đại như thế joshua chia sẻ ucid sử dụng đôi chân của anh ấy một cách hiệu quả và đôi tay hoạt động cũng tốt không kém và nếu bạn cố gắng đấm anh ta thì anh ta lại gạt tay của bạn đi nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của anh ấy rồi từ cách di chuyển cho đến cách tung cú đấm và tôi có lời giải cho bài toán này. Sắp tới tôi sẽ liên hệ với những đối thủ cũ của Usit và nhờ họ chỉ bảo thêm một số thứ để có thể đánh bại tay đấm ấy. Bạn thấy đấy, đây không chỉ là trò chơi đấm nhau, mà đây là một môn khoa học thực sự. Nói về đối thủ Pulev, Joshua chia sẻ, tâm trí của anh ấy như săn lùng và tiêu diệt đối thủ của mình vậy. Phong cách của Pulev khá tương đồng với Tyson Fury, thọc jab, nghiêng người về sau và có kỹ năng giữ khoảng cách điều luyện. Joshua nói. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Sưu thoại Leonard Lewis mỉa mai Andy Ruiz văn vở sau khi thua tức tuổi Anthony Joshua. Andy Ruiz đã để thua trước Anthony Joshua trong trận tái đấu tâm điểm tuần vừa qua. Nguyên nhân mà võ sĩ người Mỹ gốc Mexico đưa ra là vì tăng cân. Chỉ sau đó ít ngày, Leonard Lewis đã lên tiếng cả khịa lý do này của The Destroyer. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với TMZ, Ruiz thừa nhận có thói ăn uống vô tội vạ của mình. Theo đó, võ sĩ người Mexico nói rằng anh ta ăn tất cả mọi thứ và điều này hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anthony Joshua đã vần đối thủ người Mỹ gốc Mexico trong suốt 12 hiệp đấu để đòi lại những danh hiệu thế giới hạng nặng mà anh đã đánh mất vào tay Ruiz vào đầu tháng 6. Sau đó Ruiz tiết lộ rằng anh ta đã dành quá nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng của mình và không dành đủ thời gian để tập luyện nhằm giữ lại danh hiệu của mình trong trận tái đấu. Joshua đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi đặt chân lên sàn đấu với một thân hình nhẹ hơn bao giờ hết và đặc biệt, anh nhẹ hơn tận 20kg so với Ruiz, người nặng hơn đáng kể so với trận đấu đầu tiên cả hai tay đấm chạm trán. Sự tương phản giữa hai người võ sĩ là một điểm đáng nói, ngay cả trước khi tiếng chuông bắt đầu trận chiến vang lên. Và theo như một cây bút người Anh chuyên về boxing đã ghi lại rằng, trong khi Joshua bước lên sàn đấu với một chiếc bụng 6 múi, thì đối thủ của anh dường như lại có các múi cơ dồn lại thành một. Chính tay đấm người Mexico đã lên tiếng thừa nhận Tôi nghĩ rằng tôi không chuẩn bị cho trận đấu một cách kỹ càng, mà lẽ ra tôi phải làm điều đó. Tôi đã tăng cân quá nhiều, nhưng tôi không hề muốn đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại của mình. Anh ấy đã chiến thắng, anh ta đã vờn tôi trong suốt thời gian chúng tôi thi đấu. Leonard Lewis sau đó lẽ lên tiếng mỉa mai cái cớ của Andy Ruiz sau trận tái đấu thua với Anthony Joshua vào tối thứ Bảy. Tôi vừa nghe thông tin rằng Andy Ruiz nói rằng việc không chuẩn bị đầy đủ khiến thể trạng không tốt trong trận tái đấu là có thể xảy ra với bất kỳ ai, không đúng. Đó là một lý do thật sự nhảm nhí. Trong khi một người nghiêm túc về những danh hiệu đó, thì người còn lại lại không nghiêm túc, chỉ đơn giản là thế thôi. Bên cạnh đó, Lewis cũng bày tỏ sự đồng thuận với nhiều người khi ngợi ca màn trình diễn của Joshua. Không phải trận đấu nào cũng bắt buộc kết thúc bằng một tình huống nốc ao, Lewis nói tôi nghĩ anthony joshua đã áp dụng một chiến thuật rất hay trong trận đấu và không anh ta đã không để bị dính vào các đòn bẫy từ đối thủ ruiz trận đấu này đã giúp anh ta tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho sau này anh ấy rất khôn ngoan khi tận dụng triệt để các cú giáp trong cuộc đọ sức này tôi hiểu rằng mọi người đều muốn xem các cuộc chiến đẫm máu nhưng là một võ sĩ bạn phải đủ kiên nhẫn và kỷ luật để chờ đến lúc cơ hội được mở ra đôi khi chúng sẽ không đến khi điều đó xảy ra bạn phải chiến đấu an toàn và bám theo những chiến thuật đã được định sẵn tôi vẫn luôn nói sự thật khi tôi khen ngợi anthony joshua thì đó là sự thật khi tôi chỉ trích anh ấy đó cũng là sự thật có vẻ chúng ta đều đồng ý về điều đấy đó là sự thật nhưng khi chúng ta không cùng quan điểm trong mắt các bạn tôi là một kẻ đáng ghét bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình yên nếu cứ suy nghĩ theo hướng này một người đàn ông trưởng thành luôn biết cách chấp nhận các sự bất đồng quan điểm. Có vẻ cả Joshua và Ruiz đều sẽ chạm trán nhau trong lần thứ ba sắp tới. Phản ứng của người hâm mộ về điều này cho đến nay vẫn rất tích cực. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.